cuộc trẻ con như là tổ chức lên nhiều lắm không? Đi chơi mà đun đẩy trẻ con mà. Không nên đi thì không bình thường. Cái cầm quay con mà chính chỗ này lên lên là trên lưới, trên lưới thì nó cũng là đi vào và đi vào. Ồ. Thế thì những cái chuyện gì? 97. 95 còn đạp xe. Bà chị 95 tuổi vẫn đạp xe đạp đi lễ. Vâng. Mà 97 người cũng mất. Thật sự Nha Trang. Anh chị đã mời. Nàng có khỏe. Bác sĩ với Nhiên không phải cà phê đâu, nó là cacao. Cacao. Anh ấy nói. Nó là cacao. Chứ không phải cà phê đâu. Cà phê có nhưng mà rất ít. Cacao. Đây là cà phê. Dạ, cà phê của Nha Trang. Cà phê của Nha Trang. Cà phê của Nha Trang. Đây là chị Bình tốt tính rồi. Tốt tính. Tốt hơn mình dọn được gì.